Quý vị và các bạn thân mến, cứ 5 giờ sáng mỗi ngày là nhóm dưỡng sinh số 6 thuộc câu lạc bộ dưỡng sinh phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đến sân tập điều đặn. Hoạt động này đã được các bà các cô duy trì gần 30 năm nay. Và nhờ luyện tập dưỡng sinh thường xuyên mà 29 thành viên trong câu lạc bộ ai cũng có sức khỏe thật tốt và một tinh thần thật minh mẫn. Mỗi sáng tập như vậy á thì ngoài nâng cao sức khỏe ra thì mấy cô á thì rèn luyện tâm trí nữa, coi như là vừa nghe nhạc vừa nhớ động tác, làm cho cái não mình không có bị teo đi, không có những duy trì trí nhớ, vui vẻ, tinh thần lạc quan, đẩy lùi bệnh tật. Tôi mà không tập thế này chắc là nhiều bệnh lắm. Tôi khuyên mọi người nên cố gắng mà tập đi, chân tay nó sẽ bị tê nên nó cứng. Thế mà đi tập thế này thì nó mềm dẻo, thì về là nó đỡ đau. Nếu tôi muốn có sức khỏe thì tôi phải đi tập. Đã tập rồi thì nó quen. Nó quen rồi nó thành cái đam mê. Tất cả mọi người đều tập thì nó mới sức khỏe đều. Mà nhất là những người cao niên thì cần phải nên tập. Tại vì những cái tuổi cao niên đấy nó rệu rạo rồi. Nếu mà mình không tập thường xuyên thì coi như là nó cũng cứng ngắc. Nên tôi là năm nay 80 mấy tuổi, thuốc tôi không có uống thuốc gì hết, tôi không có bệnh gì hết, là cũng có sự cái là cái kiên trì rồi cái vui vẻ. Rồi các cụ người xưa nói đó, một tiếng cười bằng 10 thang thuốc bổ. Thế là tụi tôi là đi tập rồi thì còn có những cái mà nó vui vẻ với nhau, chia sẻ với nhau. Rồi tôi đi tập rồi tôi còn khuyến khích hàng xóm của tôi về hưu rồi đi tập đi, thế là cô cũng đi tập. Rất là vui. Vì theo khả năng của mấy cô, mình cũng không ép buộc mấy cô phải tập đúng thật chính xác động tác. Mấy cô khả năng tới đâu thì cô tập tới đó. Và sau những buổi tập thì có những buổi trò chuyện vui vẻ, trao đổi kinh nghiệm. Thì mấy cô thích thì mấy cô vào. Từ nhau buổi sáng có một tiếng đồng hồ rồi đến đây vừa tập xong rồi nháo nháo nói chuyện với nhau vui lắm. Suốt cả ngày bây giờ thì các cháu nó đi học rồi con thì đi làm. Ở nhà một mình buồn lắm. Thành như ra đây mới có thể trao đổi nhau một tiếng đó là tốt rồi, cười là tốt rồi. Già rồi thì vui khỏe là con cháu là nó được nhờ, con tôi nó cũng rất là mừng, nó vẫn khoe với bạn đó là tôi 82 tuổi rồi mà tôi vẫn khỏe mạnh, vẫn đi chợ hàng ngày nấu cơm rồi thì đi tập thể dục,